sự sân hận đã đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì biết rõ cái tâm có hôn trầm thủy miên. Vị sáng suốt biết rõ nội tâm có hôn trầm thủy miên, tâm không có hôn trầm thủy miên. Vị sáng suốt biết không có hôn trầm thủy miên, với sự hôn trầm thủy miên vốn không có, nay sanh khởi, vị biết rõ sự hôn trầm thủy miên đã sanh khởi, nay đoạn diệt, vị biết rõ. Với sự hôn trầm thủy miên đã đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị biết rõ khi tâm có loạn động. Vị sáng suốt biết rõ nội tâm có loạn động, tâm không có loạn động. Vị sáng suốt biết rõ nội tâm không loạn động, với sự loạn động vốn không có, nay sanh khởi, vị biết rõ với sự loạn động đã sanh khởi, nay đoạn diệt, vị biết rõ với sự loạn động đã đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị biết rõ khi tâm cứ nghi hoặc. Vị sáng suốt biết rõ nội tâm cứ nghi hoặc, tâm không cứ nghi hoặc. Vị sáng suốt biết rõ nội tâm không cứ nghi hoặc, với sự nghi hoặc vốn không có, nay sanh khởi, vị biết rõ với sự nghi hoặc đã sanh khởi, nay đoạn diệt, vị biết rõ với sự nghi hoặc đã đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị biết rõ. Như vậy vị tu tập quán pháp của năm thiền cái. Lại nữa này, cái thì theo người tu tập quán pháp bên năm thủ uẩn, vị quan sát, đây là sắc, đây là tập khởi của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc, đây là thọ, đây là tập khởi của thọ, đây là sự đoạn diệt của thọ, đây là tưởng, đây là tập khởi của tưởng, đây là sự đoạn diệt của tưởng, đây là hành, đây là tập khởi của hành, sự đoạn diệt của hành, đây là thức, đây là tập khởi của thức, đây là sự đoạn diệt của thức. Như vậy vị tu tập quán pháp bên năm thủ uẩn. Lại nữa này, cái thì người tu tập quán pháp qua sáu nội và ngoại xứ, vị sáng suốt biết rõ do duyên hai thành tố mắt và cảnh sắc kiết sử sanh khởi, do duyên hai thành tố tai và âm thanh kiết sử sanh khởi, do duyên hai thành tố mũi và mùi hương kiết sử sanh khởi, do duyên hai thành tố lưỡi và các vị kiết sử sanh khởi, do duyên hai thành tố thân và cảnh xúc kiết sử sanh khởi, do duyên hai thành tố ý và cảnh pháp kiết sử sanh khởi. Với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị sáng suốt biết rõ với kiết sử đã sanh nay đoạn diệt, vị sáng suốt biết rõ với kiết sử đã đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị biết rõ. Như vậy là người tu tập quán pháp với sáu nội và ngoại xứ. Lại nữa này, các tỳ kheo người tu tập quán pháp qua bảy giác chi này, các tỳ kheo khi tâm có niệm giác chi, vị biết rõ nội tâm có niệm giác chi. Khi tâm có trạch pháp giác chi, vị biết rõ nội tâm có trạch pháp giác chi. Khi tâm có tinh tấn giác chi, vị biết rõ nội tâm có tinh tấn giác chi. Khi tâm có hỷ giác chi, vị biết rõ nội tâm có hỷ giác chi. Khi tâm có tịnh giác chi, vị biết rõ nội tâm có tịnh giác chi. Khi tâm có định giác chi, vị biết rõ nội tâm có định giác chi. Với cái giới chi vốn không có, nay sanh khởi, vị sáng suốt biết rõ với cái chi đã sanh, nay được viên thành, vị sáng suốt biết rõ. Như vậy là người tu tập quán pháp qua bảy giác chi. Lại nữa thì cái thì kheo người tu tập quán pháp qua bốn thánh đế này, cái thì kheo người tu tập sáng suốt biết rõ đây là khổ, sáng suốt biết rõ đây là nhân sanh khổ, sáng suốt biết rõ đây là sự chấm dứt khổ, sáng suốt biết rõ đây là con đường dẫn đến diệt khổ. Như vậy vị quán pháp bằng pháp, vị quán tánh sanh khởi trên pháp, quán tánh hoại diệt trên pháp, hoặc cái hai tánh sanh diệt trên pháp. Vị quán niệm sự hiện hữu của pháp với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, vị không nghĩ lại chấp trước bất cứ vật gì ở đời này, có đề kheo. Như vậy là người tu tập lý pháp quán pháp này, các thì kheo người nào tu tập bốn niệm xứ trong bảy năm như vậy có thể chứng một trong hai quả ngay trong đời hiện tại: một là vô lậu chánh trí, nếu không thì quả bất hoàn. Này các tỳ kheo, không nhất thiết phải tu tập đến 7 năm, một người có thể chứng quả trong thời gian tu tập bốn niệm xứ trong 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, hoặc 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng, thậm chí 7 ngày thì chứng đắc một trong hai quả vô lậu chánh trí hoặc quả bất hoàn. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất dẫn lớn thanh tịnh, vượt khỏi sầu não, đoạn tận khổ, thành tựu chánh trí, chứng ngộ đẳng, đó là quán niệm bốn lĩnh vực. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo hoan hỷ tin thọ lời ngài. Kính thưa sư phụ, con vừa đọc sau hai bài kinh, bài chuyển pháp luân và bài tứ niệm xứ. Bây giờ con xin giao mai lời cho sư phụ để sư phụ điều khiển buổi học theo như chương trình mà sư phụ đã định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ cầm mai và chân thành tri ân trở lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ cầm mai. Dạ, yeah, mô Phật, sa thú lành thay. Dạ, yeah. Kính lễ tỳ kheo Nguyên Thông và kính chào đạo tràng. Thưa quý vị, hôm nay mình có phước được nghe tỳ kheo Nguyên Thông đọc tụng bài kinh Tứ Niệm Xứ ha, rất là quý báu. Bài kinh thì rất là thâm sâu màu nhiệm, cho nên mình sẽ nghe tới nghe lui hoài ha. Ước mong quý vị đi học sớm để mai mốt thì theo thông đọc nữa và tụng nữa. Kinh là phải tụng mỗi ngày quý vị.
Bây giờ mình học cái bài kinh cứu bài số 11 nha. Bắt đầu bằng tiếng Pali. Asare Saramato, Asare Saramatino, Sare Chara Dasino, Te Sarang Na Thi Gat Chan Tí Mít Cha Sang Cấp Bá Go Chá Ra. Tiếng Việt là không chân tưởng chân thật, không chân, ý nó là không chân thật đó, không chân tưởng không chân thật, hoặc là không phải chân lý mà tưởng là chân chân lý. Này, chân thật thấy không chân, chúng sanh đạt chân thật do tà tư duy tà hạnh. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Rồi bây giờ mời quý vị giơ tay lên đọc kinh này, đọc bài kinh này nha. Dạ, kính thưa sư phụ, con xin đọc cái bài kinh số 11, kinh Pháp Cú. Asare Saramatino, Sare Chasa Radasino, Te Sarang Na Thigat Chang Timit Cha Sang Kapago Chara. Asare Saramatino, Sare Chasa Radasino, Te Sarang Na Thigat Chang Timit Cha Asare Saramatino Sare Chasaradasino Te Sarang Te Sarang Na Thi Gat Chang Thi Mít Cha Sang Kap Pago Chara. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Cái bài này đọc ra mình ra thấy hiểu, nhưng mà kính thưa chư vị, bài này thì mình phải giảng ra rồi mình biết tầng tường tận cách thế nào là chân thật, thế nào là không chân. Thì cái mà không chân mình tưởng chân thật, mà chân thật mà thấy không chân, là vì vậy cho nên trần gian này tất cả chúng sanh bị khổ là gì? Không thấy rõ cái chân thật của nó. Mình thấy cái thân này là mình tưởng là mình, rồi mình bảo vệ nó, mình tranh đấu nó, nhưng mà mình không biết là nó không phải là mình chỉ mượn nó thôi. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cần thiết là phải hiểu rõ cái điều mà mình đã học. Chứ nếu mình không hiểu rõ cái điều mà mình đã học thì mình không đi đến đâu, tại là vì mình không hiểu những cái điều mà Đức Phật muốn dạy cho chúng ta. Rồi chúng ta sống theo cái cảm tính của chúng ta, chứ không phải sống theo cái chân lý mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Và đó là cái điều Nguyên Thông đề nghị là như vậy. Con xin trao mai lại cho người kế muốn tập đọc tiếng Pali, và xin chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con kính mời quý vị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Như Quỳnh, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính chào toàn thể. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 11. Asare sa Ramatino sare cha sa radasino te sa rang nathi gat chang timit cha sang kap bao gồm chara asare saramatino sare cha sa radasino te sa rang nathi gat chang timit
cha gấp ba gồ cha ra không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà dư tà hạnh. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kính mời chị Hạnh Duyên. Dạ. Dạ con xin kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông cùng chư tôn đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú số 11. Asare sa ramatino sa re cha sa radap sino te sa rang na thi gắt chan tí thi gắt chan tí mít cha sang cắt má gồ chá ra asare sa Ramatino sa re cha sa radat sino te sa rang na thi gắt chan tí mít cha sang cắt bá gồ chá ra asa re sa Ramatino sa re cha sa radat sino te sa răng na thí gắt chan tí mít cha sang cáp bá vô chá ra không chăng tưởng chăng thật thấy không chăng chúng không đạt chăng thật do tà tư tà hạnh. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã trả bài xong, con xin mời người kế tiếp ạ. Dạ, mô Phật sa thú lành thay. Kính thưa quý vị, cái bài kinh này nó nằm trong cái phẩm gọi là song đối, thành ra bài số 11 và số 12 nó đi chung với nhau ha. Tức là câu số 11 nói là không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Còn ngược lại cái bài số 12 á là chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do chánh tư, do chánh tư duy chánh hạnh. Đó, hai cái cặp này nó đi chung với nhau. Thì thưa quý vị, nó có một cái tích truyện về hai cái bài kệ này. Đó là quý vị nhớ câu chuyện mà ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất á. Lúc đó đó là hai anh em này đó rất là thân nhau, gia đình rất là giàu có, học rất là giỏi, nhưng mà khi lớn lên đó, lại có cái tâm là muốn đi tu, muốn đi tu, muốn tìm chân lý. Thì hai vị này nè đi tu với lại một vị thờ thần lửa đó, thờ thần lửa. Thì tu một thời gian lâu nhưng mà thấy đây không phải là con đường giải thoát, cho nên không có đạt được giác ngộ, mà không có giác ngộ chân lý. Cho nên hai vị này đó, tức là ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên này đó, ngài mới từ bỏ thầy mình và tiếp tục tục đi tìm chân lý đó. Thì khi mà hai người chơi nhau ở ngã ba đường đó, thì có nói với nhau là nếu ai là người mà gặp minh sư trước, tức là gặp bậc giác ngộ trước đó, gặp bậc giác ngộ chân lý trước đó, thì báo cho người kia biết. Thì sau đó đó thì ngài Xá Lợi Phất trên đường đi tầm đạo đó, thì gặp ngài A Xà Chí. Ngài A Xà Chí lúc đó đó đi trì bình pháp thực,
Thì quý vị biết cái thời xưa người ta đi tu á, theo cái kiểu mà khổ hạnh á, thì ăn bận chỉ mặc khố thôi, để tóc dài, để móng tay dài, ở dơ, ngủ trên sỏi đá, ăn uống rất là khô khan, ăn mặc không có đàng hoàng. Cho nên khi mà ngài Xá Lợi Phất á, mà thấy ngài A Sở Chí á, quấn y ha, tóc tai, tức là không có tóc ha, cạo sạch sẽ, đi đứng rất là trang nghiêm, rất là đàng hoàng, rất là thanh lịch, thì ngài Xá Lợi Phất mới đem lòng kính trọng. Thì ngài Xá Lợi Phất mới theo dõi ngài A Sở Chí. Rồi trên đường đi trì bình khất thực, ngài A Sở Chí đi rất là chánh niệm, tỉnh giác, trang nghiêm, thanh tịnh. Rồi sau khi nhận Phật thực xong, rồi ngài tìm một chỗ thanh vắng, và ngài dùng cơm, và ăn trong chánh niệm, ăn trong chánh niệm thanh tịnh. Cho nên ngài Xá Lợi Phất rất là mê, rất là kính trọng. Đợi ngài A Sở Chí dùng cơm xong, dùng cơm xong, cái ngài Xá Lợi Phất á, mới tới đảnh lễ và hỏi: Bạch sư, thầy sư là ai, dạy những gì mà tôi thấy ngài rất là thanh tịnh trong sáng, tôi rất là kính trọng. Thì ngài A Sở Chí mới mới nói là: các pháp tùy duyên sanh, các pháp tùy duyên diệt, thầy tôi là bậc Cồ Đàm, tức là bậc Phật á, đã từng dạy như thế. Thì nghe cái câu kệ này đó, các pháp tùy duyên sanh, các pháp tùy duyên diệt, ngay cái chỗ này đó, thì ngài Xá Lợi Phất mới đắc đạo quả là tầng thánh thứ nhất. Thì sau khi đảnh lễ ngài A Sở Chí đó, thì ngài Xá Lợi Phất mới chạy đi tìm ngài Mục Kiền Liên. Tại vì đúng như là đã hứa, nếu mà ai gặp minh sư trước, gặp bậc giác ngộ trước thì báo cho người kia biết. Thì ngài Xá Lợi Phất đi tìm ngài Mục Kiền Liên, và hai anh em rủ nhau đi tìm Đức Phật. Rồi sau đó quy Đức Phật, thì tu thời gian thì hai vị này đắc đạo quả tầng A La Hán. Thì sau khi mà đắc đạo quả rồi đó, thì hai vị thầy này mới 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 quay trở lại thầy cũ của mình, để mà báo cho thầy mình biết, tức là về mà thờ lửa đó, tu theo thần lửa đó. Nhưng vị thầy này đó không không có tin Đức Phật. Nên khi mà hai vị này trở về với Đức Phật, ngài con có trở về thăm thầy cũ con và khuyên thầy con đến gặp Phật để tu, nhưng mà thầy con không có chịu, thì tức là không có chịu nghe đó. Thì Đức Phật mới thốt lên hai bài kệ này: không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật, do tà tư duy tà hạnh. Tức là người ta cho là thờ thần lửa đó, ông thầy thờ thần lửa này, ông cho cái đó, Đức Phật nói cái đó không phải là chân thật, cái đó không phải là chân lý, mà cho cái chuyện tu theo thần lửa đó là chân chân lý, cho nên người đó không không có đạt được chân lý, do tà hạnh nha. Còn cái bài kệ số 12 ngược lại là chân thật, biết chân thật, tức là người người mà giác ngộ chân lý á, họ biết đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của khổ, đâu là diệt khổ ha, biết cái nào là không chân, không chân lý, không chân thật. Tức là hồi xưa người ta tu theo khổ hạnh đó quý vị, hành thân hại xá, rồi tu theo những pháp môn đưa đến khổ đau, không có trí tuệ, cho nên những cái đó không phải là chân lý. Còn người nào mà biết cái nào là chân thật, biết cái nào là chân lý, thì người đó sẽ đạt được chân lý ha, do có chánh tư duy, chánh hạnh. Mô Phật. Tại vì thời gian có hạn cho nên sư kể tóm tắt và nhanh gọn, thì hy vọng quý vị cũng nắm được cái ý của nó, ý của bài học hôm nay. Mai mốt mình học tiếp, quý vị mình sẽ học trở lại ha. Thì bây giờ đến giờ của Pháp sư Huy Niệm.
Thưa quý vị, thời gian đến đây cũng vừa phải lễ. Bây giờ xin mời một vị xung phong thọ Tam Quy Ngũ Giới nha. Rồi thỉnh Tỳ Kheo Nguyên Thông truyền Tam Quy Ngũ Giới, xong rồi một vị thỉnh Pháp Sư. Rồi quý vị làm nhanh gọn cũng được. Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng và Ngũ Giới. Rồi mời Như Quỳnh đi, nhanh nhanh lên. Thời giờ là vàng bạc. Xin gửi mic lại cho Như Quỳnh. Rồi, một Phật, cảm ơn. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Quy Niệm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ, hôm nay sư Thanh Tâm nói rất là nhỏ, tụi con nghe khó lắm ạ. Có những bạn trong lớp cũng tác cho con nói là cái giọng sư nhỏ lắm, có thể sư check lại micro của sư Bạch Sư. Dạ, con không biết là cô Trần Đạo có thể thế cho con để xin giới với dưới chư Tăng, và con xin kính cô có thể thỉnh Pháp Sư dùm cho con được không ạ? Sau đó xin mời bé Như Quỳnh, nếu mà bé có thể đọc bài cho sư Quy Niệm dùm cho chị thử ha. Dạ, con cũng còn đang ở trong sở. Dạ, con xin xuống mít ạ. Dạ, con xin mời cô Trần Đạo ạ. Dạ, cô không cần đào không có trước máy rồi, chị không biết liên qua có thể thay lớp học có thể xin giới và thỉnh Pháp Sư được không liên qua. Xin mời bàn tay của em nha. Nếu không có thì Như Quỳnh có thể lên được không Như Quỳnh? Có thể thay thế lớp học để mà thỉnh sinh giới dùm hôm nay thì xin hoan hỷ giơ tay lên dùm Nguyên Như nha. Sa thú bé Như Quỳnh, sa thú em. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá Sang Kha Giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính đảnh lễ sư Huy Niệm. Dạ, con xin thay mặt cho đạo tràng để thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới tới ạ. Uka Samayang Phan Tê Quy Sùng Rakhanatha Yati Sarane Nasaha Panchasila Niyacha Mi Dupi yampi mayang phante wisum wisum rakhanatha yati sarane nasaha panchasila niyacha mi Tapi yampi mayang phante wisum wisum rakhanatha Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, con xin thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho tràng chúng con ngày hôm nay được không ạ? Dạ, con xin kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông, con xin thay mặt đạo tràng truyền trao quy giới cho hàng Phật tử hiện có mặt. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Con đem hết lòng
Thành kính làm lễ Bhagavad đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavad đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavad đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duttiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duttiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavad đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duppiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duppiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duppiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tappiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tappiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tappiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Saraṇagaṇaṃ paripuṇaṃ pháp viên tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. Panatipata veramani sikha badang samadhiya mi adinna dana veramani sikha badang samadhiya mi kame sumicca chara Vệ Ramani Sikha Badang Samadhiya Mi Musa Vada Vệ Ramani Sikha Badang Samadhiya Mi Sura Me Raja Machapa Madathana Vệ Ramani Sikha Badang Samadhiya Mi Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikkhapadang Khapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumichachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rayamachapamadathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say.
Thế Tôn có dạy rằng Imani pancha sikha pada nisa dukanka toa apa made na nicha ka lang samara kita bang chư thiện tính sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo. Hãy ráng vân dự hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời. Chẳng nên dễ vui. À ma phần tê. Thế Tôn có dạy rằng Sile na suga tin văn thi Sile na phô ga sampada Sile na nít buôn thi văn thi tasma si lăng vi sô tha dê. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy chư Phật tự hãy cố gắng thọ trì giới luật, đừng để lắm nhơ. Sa thú lành thay. U ta mận ghê na quận đề hận ba đa bằng sung quá rú ta mận bu thể vô khá lý tổ đô sổ bu thổ khá ma tu tăng ma mận. U ta mận ghê na quận đề hận thầm mạnh cha đu quý thẳng quá rằng thầm mê vô khá lý tổ đô sổ thầm mô khá ma tu tăng ma mận. U ta mận ghê na quận đề hận sẵn khanh cha đu quý thô ta mận sẵn khê yo khali to do so sang kho khama tu tang ma mang. Dạ con xin kính thỉnh sư Nguyên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Sakatwa buddharatanang o satang uttamang varang hitang deva manusanang buddha te che naso thina na sang tu padava sabbe dukha vupasamang tu te. Sakatwa thammaratanang o satang uttamang varang parirahu pasamanang thamma te che naso thina na sang tu padava sabbe phaya vupasamang tu te. Sakatwa sangharatanang o satang uttamang varang ahunayang pahunayang sangkate che naso thinana sangtupadava sabbe roga vupasamang tute. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật, nhờ lòng tôn kính Phật bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp, nhờ lòng tôn kính Pháp bảo như món linh được quý cao là Pháp trấn tịnh điều phiền não. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng, nhờ lòng tôn kính Tăng bảo như món linh dược quý cao đáng để cho người cúng dường và quan nghinh tôn trọng. Siết ma thu siết thê ma thu siết thê ma thu đăng lăng e tasmin ratanata yasmin sampasada na cheta so. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay. Dạ, con xin được thay mặt cho đạo tràng để thỉnh pháp sư ạ. Con xin kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để cùng nhau thỉnh pháp sư ạ. Thamma đề sa na ya cha na ga tha rama cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha sang ti tha sa ta ba ra yak kha cha ti ka đề se tu tham mang anu kham pi mang pa chang sa tham ma phê rin quy na yan cha ka yang su tịnh cha bản thân a phi thẩm ma chậm mang a cô ta dạng tô cha tu sát cha đạn đăng pháp bộ tha nầy về parisa yamat che. Dạ con xin kính thỉnh sư huy niệm có thể lên dạy cho chúng con buổi học ngày hôm nay ạ. À, con xin kính thỉnh sư. Dạ con xin xuống mic ạ.
Đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Thân chào quý vị Phật tử trong lớp học ngày hôm nay. Trước hết quý vị có thể cho bên đây sư được biết rằng bên đó quý vị có nghe rõ hay không? Bởi vì hôm nay sư không có xài cái mic thì kéo cái máy lại gần. Theo như những lần trước để ý thì khi mà không có xài cái micro lại được cho biết rằng bên quý vị lại nghe rõ hơn. Dạ rồi, ok, sư cảm ơn quý vị. Rồi hôm nay chúng ta sẽ chính thức đi vào một trong tuần tự của những phần tập kinh Milinda Penha. Như lần trước, như ngày hôm qua, chúng ta đã được biết rằng tập kinh Milinda Penha này được chia ra làm 6 phần, gồm có thứ nhất là phần liên sự liên hệ trong quá khứ, phần thứ hai là về câu hỏi sơ khởi của Đức Vua, phần thứ ba là những câu hỏi về hành tướng, những câu hỏi về tướng trạng, và phần thứ tư là những câu hỏi đối chọi với nhau, có nghĩa là nó dường như có vẻ như là đối nghịch với nhau vậy đó. Cho nên Đức Vua thắc mắc, cho nên ở đây gọi là những câu hỏi có cái ý nghĩa là đối chọi. Rồi phần thứ năm là những câu hỏi mang cái ý nghĩa về sự suy luận, và cuối cùng là những câu hỏi có tính chất lấy những cái ví dụ. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là sự liên hệ trong quá khứ. Trước khi bắt đầu, quý vị cùng với sư chúng ta làm lễ hướng tâm để mà tưởng nhớ đến ân đức của Tam Bảo, rồi mình sẽ đi vào buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức của Pháp Bảo có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức Tăng, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo Pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và rùi. Chúng làm lễ ba ngôi cao quý. Thưa quý vị, thật ra sư có ý muốn cho lớp học chúng ta sinh hoạt dựa theo cái cách thức của sư phụ Tuệ Siêu và thượng tọa Giác Đẳng ở bên trong Buddha Dhamma, bởi vì tôi nghĩ rằng cái cách thức sinh hoạt trong một cái buổi học như vậy nó rất là tốt đẹp và đầy đủ những cái ý nghĩa toàn hảo đầu giữa và cuối. Thứ nhất là mình nên đọc trực tiếp vào trong phần chánh văn, bởi vì đây là cái gốc chúng ta nên gìn giữ. Đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai là sau khi chúng ta đã thông qua phần chánh văn rồi thì lúc bây giờ việc tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến cái phần ý nghĩa rộng rãi của bài kinh. Và một ít thời gian còn lại dành cho những cái vấn đề chưa có được rõ ràng, chúng ta có thể đặt lên những cái lời thắc mắc và tùy theo cái khả năng ở trong hội chúng, nhất là vị giảng sư sẽ giải tỏa cho quý vị. Hôm nay sư sẽ làm trước một buổi và từ đầu tới cuối. Nghĩ rằng nếu như mà ở trong cái buổi học sau lớp học chúng ta, nếu như ai có cái sự chuẩn bị được, muốn đóng góp cũng như tạo cái công đức cho chính bản thân mình, thì quý vị có thể cùng với sư, quý vị một trong số các vị có thể đảm nhận thay phiên nhau cũng được, đảm nhận cái phần chánh văn. Điều này đòi hỏi quý vị phải có tài liệu trước mặt, và sư sẽ phân đoạn bữa nào chúng ta học tới đâu là nó vừa phải lẽ, không quá dư thừa và cũng không có bị cắt ngang ý nghĩa, thì sư sẽ nói. Sau đó các vị sẽ đọc phần chánh văn rồi sư sẽ giảng.
cái ý định của Dư là như vậy. Tuy nhiên bây giờ thì trong những cái thời gian đầu tiên thì có thể là sư sẽ làm trước, rồi chúng ta từ từ chúng ta cố gắng thử xem theo cách thức như vậy có được hay không. Sau đó thì mình sẽ điều chỉnh tiếp. Ở đây thưa quý vị, phần này được gọi là Bupa Yoga, có nghĩa là sự liên hệ trong quá khứ. Nghe nói ở trong thời quá khứ, khi mà giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa đang vận hành, thì có hội chúng tỳ khưu đông đảo cư ngụ tại một trú xứ cạnh dòng sông. Tại nơi đó thì các vị tỳ khưu được thành tựu về phận sự, về giới hạnh. Và sau khi đã thức dậy vào buổi sáng thì các vị đã làm những phận sự cầm lấy chổi cán dài để mà suy tưởng về. Trong lúc suy tưởng về ân Đức Phật, các vị đã quét sân và gom rác lại thành đống. Khi ấy có một vị tỳ khưu đã nói với một vị sa di như thế này: "Này sa di, hãy đến, hãy đổ rác này." Thế rồi vị ấy vẫn bước đi như là không có nghe thấy điều gì. Trong khi được gọi đến lần thứ nhì và lần thứ ba thì vị sa di đó vẫn bước đi y như là không có nghe. Do đó vị tỳ khưu đó đã suy nghĩ rằng vị tỳ sa di này thật là khó dạy, rồi có sự nổi giận và đã ban cho vị ấy một cái cú đánh bằng cán chổi. Do bởi điều này thì vị sa di đó đã khóc lóc và sợ hãi, vừa đổ rác và vừa khóc than, cho nên vị ấy đã lập nên lời phát nguyện thứ nhất rằng: "Do nghiệp phước thiện của việc đổ rác này, cho đến khi tôi đạt được niết bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi lần lượt được sanh ra, mong rằng tôi có đại quyền lực, có đại oai lực như là mặt trời lúc giữa ban trưa." Sau khi đã đổ rác xong thì vị ấy đã đi đến dòng sông để mà tắm, và nhìn thấy những làn sóng dòng sông đang rì rào. Thế rồi vị ấy đã lập lên một cái lời phát nguyện thứ nhì: "Do nghiệp phước thiện của việc đổ bỏ rác này, cho đến khi tôi đạt được niết bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi được lần lượt sanh ra, mong rằng tôi có tài ứng đối, được sanh lên đúng trường hợp, có tài ứng đối không bị ngập ngừng như là làn sóng này vậy." Vị tỳ khưu đó sau khi đã cất cây chổi để ở phòng và cũng đang đi đến dòng sông, nghe thấy những lời phát nguyện của vị sa di này thì vị đó đã suy nghĩ rằng: "Cũng do bởi bị tác động bởi ta cho nên người này đã phát nguyện như vậy, có phải là sẽ không ảnh hưởng đến ta chăng?" Cho nên chính vì thế mà vị tỳ khưu đó cũng lập nên một cái lời phát nguyện. Vị ấy phát nguyện rằng: "Cho đến khi tôi đạt được niết bàn, trong khoảng ấy, tại mỗi nơi lần lượt được sanh ra, mong rằng tôi cũng có tài ứng đối không bị ngập ngừng như là làn sóng ở sông này vậy, mong rằng tôi có khả năng để gỡ rối, để tháo gỡ mọi ứng đối về câu hỏi hỏi đi và hỏi lại bởi chính con người này." Và cả hai người đó trong khi luân chuyển trong vòng luân hồi giữa cảnh giới chư thiên và loài người đã trải qua một thời gian giữa hai vị Phật. Và vị trưởng lão Moggali Puttatissa đã được Đức Phật của chúng ta nhìn thấy như thế nào thì hai người này cũng đã được nhìn thấy y như thế đó. Khi 500 năm đã trôi qua kể từ khi sự viên tịch Niết Bàn của ta, những người này sẽ tái sanh và đã được xác định rằng pháp và luật nào đã được thực hiện một cách vi tế, đã được thuyết giảng bởi ta, hai người này sẽ làm cho pháp và luật được tháo gỡ rõ ràng
bằng phương thức hỏi và đáp và sự đúng đắn về ví dụ so sánh rồi sẽ hệ thống lại. Trong hai vị ấy, vị Sa-di sau này đã trở thành đức vua tên là Milinda ở thành Sagala thuộc xứ Champudipa, tức là Ấn Độ. Là người sáng trí, có nhiều kinh nghiệm thông minh, có năng lực trong thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Là người hành động, có sự suy xét trong lúc thực hiện mọi công việc rèn luyện và phô diễn. Vị này có nhiều học thuật đã được học như là sự hiểu biết, do lắng nghe, sách về âm thanh, tính toán, ứng dụng, học thuật về hướng dẫn và phân biệt, thiên văn, âm nhạc, y khoa, vệ đà, cổ thư, sử học, chiêm tinh, học thuật, ảo thuật, vân vân. Đức vua vốn là một vị tranh luận khó có thể có ai sánh bằng, khó khuất phục, được xem là hàng đầu trong các số đông các vị giáo chủ. Trong toàn cõi xứ Champudipa, lúc bấy giờ không có ai sánh bằng được về sức mạnh, sự nhanh nhẹn, dũng cảm, trí tuệ. Và đức vua cũng là người giàu sang, có nhiều tài sản, của cải, vô số binh chủng và lực lượng. Và một ngày nọ, đức vua Milinda đã rời khỏi thành với ước muốn xem xét nơi đóng quân, và vô số gồm binh chủng, binh lực, xe cộ. Sau khi đã kiểm điểm quân đội ở ngoài thành, thì đức vua ấy vốn là người mở đầu câu chuyện hứng thú, khơi mào cho cuộc đàm thoại với các triết gia và các nhà ngụy biện. Đã nhìn mặt trời rồi nói với các quan đại thần rằng: "Ngày hãy còn dài, chúng ta sẽ làm gì nếu đi vào thành ngay bây giờ? Có vị sa môn bà la môn nào là người sáng trí, có hội chúng, có đồ chúng, là sa môn hoặc bà la môn, là có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, tự xưng là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, có khả năng để trò chuyện với chẩm để giải tỏa những điều nghi hoặc hay không?" Khi được nói như vậy thì 500 người sứ Yodaka đã nói với đức vua như sau: "Tâu đại vương, có 6 vị giáo chủ, đó là Puranasapa, Makkali Gosala, Nigantha Nataputta, Sanjaya Bethaliputta, Achita Kesakambali, Kakutha Sakchayana. Các vị ấy có hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết đến, có danh vọng, là các giáo chủ, được nhiều người đánh giá rất là cao. Tâu đại vương, xin ngài hãy đi đến và hãy hỏi họ những câu hỏi để giải tỏa những điều nghi hoặc." Đoạn thứ tư. Khi đã được tháp tùng bởi 500 những người sứ vô Naka, đức vua Milinda đã bước lên cổ xe ngựa cao quý, loại phương tiện di chuyển tuyệt hảo, đi đến gặp Puranakasapa. Sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với Puranakasapa, trao đổi và xã giao thân thiện, ngồi xuống một bên. Đức vua đã nói với Puranakasapa điều này: "Thưa thầy Kasapa, ai bảo hộ thế gian?" Vị ấy đáp lại như sau: "Tâu đại vương, trái đất bảo hộ thế gian." "Thưa thầy Kasapa, nếu trái đất bảo hộ thế gian, thế vì sao chúng sanh đi đến địa ngục vô gián, lại đi ngang qua trái đất trước rồi mới đi đến địa ngục vô gián?" Được nói như vậy thì Purana không những đã không thể nuốt trôi nổi và cũng không thể ói ra được, chỉ ngồi ủ rũ, im lặng và trầm ngâm. Sau đó đức vua đã nói với Makkali Gosala điều này: "Thưa thầy Gosala, có các thiện nghiệp và bất thiện nghiệp không? Có quả thành tựu của các nghiệp đã được làm tốt và đã được làm xấu hay không?" Vị giáo chủ Makkali Gosala nói như sau: "Tâu đại vương, không có các thiện nghiệp và bất thiện, không có quả thành tựu của các nghiệp đã làm tốt hoặc đã làm xấu. Tâu đại vương, những người nào ở đời này ở dòng đế lị, những người ấy đi đến đời sau cũng sẽ vẫn là dòng sát đế lị. Những người nào thuộc dòng dõi bà la môn
thương buôn, nông phu, hạt tiền, hốt rác. Những người ấy đi đến đời sau cũng sẽ là như vậy. Thưa thầy Gosala, nếu những người ở đời này là dòng sắc đế lỵ, bà la môn, thương buôn, nông phu, hạt tiền, hốt rác, là những người đi đến đời sau cũng sẽ vẫn như vậy. Thưa thầy Gosala, như thế thì những người nào ở đời này vốn đã bị chặt tay thì đến đời sau cũng sẽ bị chặt tay. Những người nào bị chặt chân thì sẽ bị chặt chân. Những người nào bị xẻo tai thì cũng sẽ bị xẻo tai, phải không? Được nói như vậy thì giáo chủ Gosala vẫn cũng đã im lặng. Khi ấy Đức Vua Milinda đã khởi ý: Sứ Champudipa này thật quả là trống trơn. Sứ Champudipa này quả thật vô nghĩa. Có một vị sa môn bà la môn nào có khả năng để trò chuyện với chẩm để giải tỏa những nghi hoặc? Thế rồi Đức Vua đã nói với các vị quan đại thần: Đêm trăng quả thật đáng yêu. Phải chăng hôm nay chúng ta đi đến gặp một sa môn hay bà la môn nào để hỏi những câu hỏi? Vị nào có khả năng để chuyện trò với chẩm để giải tỏa những nghi hoặc? Được nói như vậy thì các vị quan đại thần đã lặng và đứng yên, ngước nhìn khuôn mặt của Đức Vua. Vào lúc bấy giờ thì thành Sagala đã vắng bóng các vị sa môn bà la môn gia chủ sáng thí trong 12 năm. Được nghe tin rằng các vị sa môn bà la môn gia chủ sáng thí trú ngụ ở nơi nào, Đức Vua đi đến nơi ấy hỏi các vị ấy những câu hỏi. Không có khả năng để làm hài lòng, thỏa mãn Đức Vua với những câu trả lời và cho câu hỏi. Tất cả những vị ấy đã ra đi nơi này hoặc là nơi khác. Những người nào không ra đi đến phương trời khác, tất cả họ ở lại cũng đều phải giữ thái độ im lặng. Còn các vị tỳ khu phần đông thì đi đến dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Vào lúc bấy giờ có 100 cô tí vị A-la-hán đang trú ngụ tại cao nguyên Rakhita, núi Hy Mã Lạp Sơn. Lúc đó thì Ngài Đại Đức Asagutta với thiên nhĩ giới đã nghe được lời nói của Đức Vua Milinda và đã cho triệu tập hội chúng tỳ khu lại tại đỉnh núi Yuganthara, hỏi các vị tỳ khu rằng: Này các sư đệ, có vị tỳ khu nào có đủ năng lực để chuyện trò với Đức Vua Milinda để giải tỏa những nghi hoặc hay không? Được nói như vậy thì 100 cô tí vị A-la-hán đã im lặng. Các vị đã im lặng khi được hỏi đến lần thứ nhì và kể cả lần thứ ba. Lúc đó Đại Đức Asagutta đã nói với hội chúng tỳ khu điều này: Này các sư đệ, ở cõi trời Đao Lợi về phía đông của lâu đài Về Cha Dân Tá có cung điện tên là Ketumati. Nơi ấy có vị thiên tử tên là Mahasena cư ngụ. Vị ấy có đủ năng lực để chuyện trò với Đức Vua để giải tỏa những nghi hoặc. Khi đó 100 cô tí vị A-la-hán đã biến mất tại núi Yuganthara và hiện ra ngay tại cõi trời Đao Lợi. Lúc bấy giờ Đức Thiên Chủ Sắc Cá đã nhìn thấy các vị tỳ khu đã đi đến xa. Sau khi nhìn thấy đã gặp Đại Đức Asagutta, sau khi đi đến đã đảnh lễ Đại Đức Asagutta rồi đứng sang một bên. Khi đã đứng sang một bên, Đấng Thiên Chủ Sắc Cá đã nói với Đại Đức Asagutta điều này: Kính bạch Ngài, đại chúng tỳ khu đã ngự đến. Tôi là người của tu viện của hội chúng, có nhu cầu về điều gì, có việc gì cần phải làm. Khi ấy Đại Đức Asagutta đã nói với Thiên Chủ Sắc Cá như thế này: Tâu Đại Vương, vị vua tên Milinda tại thành Sagala, xứ Champudipa, là nhà tranh luận khó ai sánh bằng, khó khuất phục, được xem là hàng đầu trong số đông các vị giáo chủ. Ông ta đã đi đến gặp các vị tỳ khu và đặt những câu hỏi học thuyết về tà chủ. Ông ta đi đến gặp hội chúng tỳ khu như vậy và đã khiến gây khó khăn cho hội chúng tỳ khu. Khi đó Thiên Chủ Sắc Cá đã nói với Đại Đức Asagutta điều này: Kính bạch Ngài, vị vua Milinda này đã chết đi từ nơi này rồi tái sanh vào loài người. Bạch Ngài, có một vị thiên tử tên là Mahasena cư ngụ ở cung điện
Ketumati. Vị ấy có năng lực để trò chuyện với đức vua Milinda để giải tỏa những điều nghi hoặc. Chúng ta sẽ thỉnh cầu vị thiên tử ấy về việc tái sanh vào thế giới loài người. Lúc bấy giờ, thiên chủ sắc cá đã dẫn hội chúng tỳ khưu đi vào cung điện Ketumati, ôm chầm lấy vị thiên tử Mahasena và nói điều này: Này thiên tử, hội chúng tỳ khưu thỉnh cầu thiên tử về việc tái sanh vào thế giới loài người. Lúc đó vị thiên tử đã đáp rằng: Bạch ngài, tôi không có mục đích gì ở thế giới loài người. Thế giới loài người là căng thẳng bởi nhiều công việc. Bạch ngài, tôi sẽ là người lần lượt thành tựu được các quả vị và niết bàn ngay tại thiên giới. Trong khi thiên chủ sắc cá đã thỉnh cầu đến lần thứ nhì, lần thứ ba, thiên tử Mahasena cũng đã nói y như vậy. Lúc đó, đại đức Asagutta đã nói với vị thiên tử Mahasena như sau: Thưa thiên tử, trong lúc xem xét thế gian này, gồm cả thế giới chư thiên, chúng tôi nhận thấy không có một ai khác ngoài trừ ngài có khả năng để đập đổ những luận thuyết của đức vua Milinda. Để nâng đỡ giáo pháp, thưa thiên tử, hội chúng tỳ khưu thỉnh cầu ngài, lành thay bậc thiện nhân, xin ngài hãy hạ sanh vào thế giới loài người, xin ngài hãy nâng đỡ và ban bố giáo pháp của đấng thập lực. Được thiên tử Mahasena nghe nói, được biết rằng ta sẽ có khả năng để đập đổ luận thuyết của đức vua Milinda và để nâng đỡ giáo pháp, cho nên vị ấy đã trở nên mừng rỡ, phấn chấn, phấn khởi và bày tỏ sự chấp thuận. Bạch đại đức, thật tốt đẹp thay, tôi sẽ tái sanh vào thế giới loài người. Đoạn số 11. Sau đó khi đã hoàn thành những công việc cần phải làm ở chư thiên giới, các vị tỳ khưu đã biến mất tại cảnh giới của cõi trời Đau Lợi và hiện ra ở cao nguyên Rakhita, núi Hy Mã Lạp Sơn. Khi đó, đại đức Asagutta đã nói với hội chúng tỳ khưu điều này: Này các sư đệ, trong hội chúng tỳ khưu có vị tỳ khưu nào đã không đi đến cuộc họp hay không? Được nói như vậy, có vị tỳ khưu nọ đã nói với đại đức Asagutta như thế này: Kính bạch ngài, có đại đức Rohana cách đây 7 ngày đã đi vào núi Hy Mã Lạp nhập thiền diệt. Xin hãy phái sứ giả đến gặp vị ấy. Đúng vào giây phút ấy, đại đức Rohana cũng vừa xuất khỏi thiền diệt và vị ấy nhận rằng hội chúng tỳ khu đang chờ đợi ta, nên đã biến mất tại núi Hy Mã Lạp Sơn và hiện ra ở cao nguyên Rakhita. Phía trước 100 cô tí vị A-la-hán. Khi đó, đại đức Asakuta đã nói với đại đức Rohana điều này: Này sư đệ, trong khi lời dạy của Đức Phật đang bị suy tàn, không lẽ đệ không nhận thấy việc cần phải làm đối với hội chúng? Kính bạch ngài, tôi đã thừa nhận có thiếu sự quan tâm. Này sư đệ Rohana, chính điều này đệ hãy chấp nhận và thực hiện hình phạt. Bạch ngài, tôi phải làm gì? Này sư đệ Rohana, ở sườn núi Hy Mã Lạp có ngôi làng Bà La Môn tên là Changala. Người Bà La Môn tên là Sonuttara cư ngụ ở đó. Người con trai của ông sẽ được sanh ra, đứa bé trai sẽ có tên là Nagasena. Này sư đệ Rohana, chính vì điều đó, đệ hãy đi vào làng khất thực gia đình ấy trong thời gian 7 năm 10 tháng. Sau khi đi vào làng khất thực, đệ hãy tiếp bộ độ đứa bé trai Nagasena rồi cho xuất gia. Và khi đứa bé trai đã xuất gia thì đệ sẽ được thoát khỏi hình phạt. Vị ấy đã nói như vậy. Hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi. Tức là từ đoạn số 1 cho đến đoạn số 11. Sư thấy rằng đọc cái phần chánh văn cũng rất là hay thưa quý vị, làm cho chúng ta hiểu hơn cái bối cảnh của chư tăng thời bấy giờ, và nó có một số những tình huống rất là chi tiết, làm chúng ta có cái sự hoan hỷ. Rồi bây giờ thì tới đây sư sẽ làm rõ một vài những vấn đề cần thiết ở duyên sự.
phần đầu tiên dẫn nhập này. Thứ nhất, sư thấy rằng vấn đề phát nguyện khi mà chúng ta làm phước, thưa quý vị, trong cái việc mà phát tâm để mà phát nguyện một vấn đề gì đó trên cơ sở của một thiện nghiệp của mình làm, điều đó nó rất là quan trọng. Tuy nhiên chúng ta phải có cái sự hiểu biết thêm như thế này. Cái lời ước nguyện vốn nó được dựa trên thiện pháp đó, nó là nền tảng. Nó là nền tảng. Nhưng mà trong trong cái đời sống mà trải qua luân hồi, chúng ta cũng phải thực hành. Chẳng hạn như bây giờ mình phát nguyện là mình là người có trí. Mình là người có trí, có thể giác ngộ và lắng nghe, hiểu biết được chánh pháp, những điều nào hợp pháp hay không hợp pháp một cách rõ ràng ở trong tương lai chẳng hạn. Nếu mà mình chỉ có phát nguyện không thôi á, mà mình được á, thì cái đó nó quá dễ dàng rồi thưa quý vị. Điều đó nó quá dễ dàng rồi. Có một điều mình cần phải nên hiểu rõ hơn. Mình phát nguyện đó là một cái phương hướng để mà nó tạo những cái nền tảng nhân duyên cho mình, nó thuận lợi cho cái việc luyện tập về trí tuệ của mình ở tương lai. Chẳng hạn như mình không có sanh ra, mình không có bị phải là người thiểu căn, mình không có phải là bị thành người ngớ ngẩn chẳng hạn. Mình là người có đầy đủ, chẳng hạn như não của mình IQ cao, không có bị những cái chứng bệnh về thần kinh chẳng hạn, vân vân. Thì như vậy cái việc mà cộng thêm những cái nhân duyên nó đưa đẩy cho mình gặp những bậc hiền trí, những bậc mà thuyết giảng về chánh pháp một cách dễ dàng, điều đó nó thuận lợi cho mình huân tập về trí tuệ rất là nhiều. Cho nên đây là việc mà chúng ta cũng cần phải hiểu. Khi mình làm phước, mình nguyện, mình phát nguyện một pháp nào đó, mình phát nguyện một pháp nào đó, thì chính cái năng lực của lời phát nguyện đó dựa trên thiện pháp, nó sẽ đưa mình đến một cái tình trạng rất là dễ dàng để mà thành tựu những pháp đó. Bằng chứng là chúng ta nên xem xét một việc rằng, nếu như mà mình làm phước mà mình nguyện giải thoát á, mà không cần phải dấn thân bổ túc ba la mật á, thì cái chuyện đó nó quá đơn giản rồi. Điều này nó rất là rõ ràng. Nguyện giải thoát nó chỉ là một cái tiền đề thôi. Tức là nó tạo cho mình những cái điều kiện rất là thuận cho cái việc tu tập những pháp đạt được sự giải thoát. Đây là chuyện thứ nhất mà chúng ta cần phải hiểu rõ hơn. Chứ thông thường á, mình không có biết chuẩn mực á, mình cũng hay bị ỷ lại. Ỷ lại, tức là mình nguyện xong rồi mình thấy là vậy là xong rồi đó, thì xong rồi mình không cần phải làm gì thêm nữa. Không phải đâu, không phải đâu. Nguyện nó chẳng qua nó chỉ là một cái cơ sở tiên khởi để mà xác định cái phương hướng. Và do cái năng lực của thiện pháp và lời chú nguyện đó, nó sẽ tạo những cái sự vận hành thuận lợi cho bản thân mình, để việc rèn luyện của mình nó được dễ dàng hơn. Đó là vấn đề thứ nhất chúng ta cần phải hiểu. Vấn đề thứ hai, đúng thật trong nay nó có nhiều chuyện lắm, nhưng mà cái thời gian của mình quả thật rất eo hẹp. Bởi vì nếu như trong một tiếng đồng hồ mình phải làm nhiêu đây công việc, thì đúng là nó hơi không có vừa vặn. Sư nói đến việc thứ hai cũng rất là hay. Trong trường hợp của ngài đại đức Rohana nhập thiền diệt, thì sư nói về điều này một chút. Việc an trú vào trong thiền, thưa quý vị, đó là một cái thành quả của một sự tu tập. Nói một cái theo một cách đơn giản khác, nó có ba cách để mà nhập
dựa theo cái sự thành tựu. Thứ nhất là trường hợp những người chỉ chứng đạt được thiền chỉ với đề mục hữu sắc và vô sắc thì vị đó nhập thiền định sắc giới hoặc vô sắc giới tương ứng với cái sự thành tựu của bản thân. Một loại thiền thứ hai đó là an trú vào trong quả vị giải thoát. Quả vị giải thoát. Đối với hai loại năng lực để mà an trú này, một cái còn thuộc về lĩnh vực luân hồi, phàm phu vẫn có thể thành tựu được, đó chính là thiền lấy đề mục là hữu sắc hoặc là vô sắc để làm đối tượng. Nhưng mà loại thiền thứ hai đó là thiền quả đó, thưa quý vị, nhập thiền quả thì điều này chỉ xảy ra đối với bậc thánh nhân, đối với bậc thánh nhân mà thôi. Và vị ấy nhập tùy theo cái tầm tương xứng quả vị mà mình thành tựu. Đó là hai loại. Có một loại nhập, khả năng nhập thiền thứ ba nữa, được gọi là diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định thì loại thiền tập này, thưa quý vị, đây là một sự kết tinh giữa việc luyện tập, giữa việc thành tựu về thiền chỉ sắc giới hữu sắc và việc thành tựu về đạo quả giải thoát. Cho nên chính vì vậy mà cái yếu tố điều kiện của một người có khả năng nhập được thiền diệt nó rất là khó, không phải ai cũng có thể thành tựu được. Có những vị thánh đó, thưa quý vị, không có khả năng an trú vào trong cái loại thiền diệt thọ tưởng định, tức là, hay nói một cách khác, chúng ta thường hay nghe các vị giảng sư đề cập đó là loại thiền này khi an trú tâm không có sanh, tâm không có sanh. Bình thường mình là một con người bình thường á, lúc nào cũng có cái dòng trôi chảy của danh pháp và sắc pháp, nó không bao giờ mà nó gián đoạn đó, thưa quý vị. Nhưng mà cái loại khả năng của cái loại thiền này có năng lực có thể chấm dứt được sự sanh lên của tâm thức, kinh khủng như vậy đó, thưa quý vị. Năng lực có thể làm được điều đó thì điều kiện của một người mà có thể an trú được trong cái loại thiền này phải y cứ trên hai phương diện. Vì đó phải là vị thực sự đạt được năng lực mạnh mẽ của thiền chỉ, hay còn gọi là chỉ lực. Chỉ lực. Và thứ hai, vị đó thành tựu được cái năng lực xin lỗi quý vị. Cái yếu tố thứ nhất đó là vị này phải thành tựu về chỉ lực và quán lực. Chỉ lực và quán lực. Hai cái này gom chung vào. Lát nữa sư sẽ trình bày như thế nào là trường hợp được gọi là xem như là có năng lực của thiền chỉ và có năng lực của thiền quán. Và thứ hai là chỉ trường hợp hai đạo quả cao mới có thể đủ cái năng lực để mà an trú vào trong loại thiền này. Điều này nói như thế có nghĩa là vì hai bậc thánh đạo và thánh quả thấp á, là không có làm được chuyện này. Chỉ có một vị A-na-hàm hoặc là một vị A-la-hán mới có khả năng an trú vào trong cái loại thiền diệt thọ tưởng định này mà thôi. Rồi, thêm một chút về như thế nào gọi là chỉ lực và quán lực. Thông thường, thưa quý vị, trên cái việc dựa trên cái việc tu tập á, nó cũng có cấp bậc mạnh mẽ của pháp đó theo cái năng lực luyện tập của mỗi người. Điều này ở trong đời thường chúng ta cũng có thể hiểu được dựa trên một vài những cái ngành nghề khác. Chẳng hạn như cùng là hàng lối giáo viên với nhau, nhưng mà cái năng lực, cái khả năng về sư phạm của mỗi người khác nhau hoàn toàn. Và cái hiệu quả công việc, sự thuần thục, sự bén nhạy của vị đó trong lĩnh vực về sư phạm nó khác nhau. Trong một vài những lĩnh vực khác cũng vậy, quản trị kinh doanh cũng thế. Cho nên chính vì thế mà
đối với việc tu tập thiền chỉ cũng như thế. Có những vị cũng an trú được trong thiền chỉ, nhưng mà cái năng lực của thiền chỉ nó có thể là nó không được thuần thục, nó không được thiện xảo bằng vị khác. Y cứ vào một số những cái tiêu chí như sau. Có thể là vị đó không có thành thạo về năm pháp qua si, năm pháp thuần thục. Có thể là vị đó chưa có thuần thục về việc rành rẽ các đề mục của nghiệp xứ. Bởi vì có một số những vị chỉ có an trú được vài đề mục nghiệp xứ thôi. Nhưng có những trường hợp, những vị có thể thông thạo và rành rẽ về cả 40 nghiệp xứ tu tập. Đây là một cái việc khác biệt trong việc để mà xác định được cái năng lực của thiền chỉ. Cho nên gọi là chỉ lực là như vậy. Chỉ lực, năng lực của thiền chỉ của vị đó phải mạnh, phải già dặn và thiện xảo cũng như thuần thục. Tương tự như vậy đối với năng lực của thiền quán cũng vậy, thưa quý vị. Đồng ý là đối với các bậc thánh ai cũng có đạt được cái mức tâm giải thoát như nhau. Nhưng mà xét về đó là trên cái phương diện phổ thông thôi. Còn về lĩnh vực chi tiết đó, thì có những vị chỉ quán danh sách một cách đơn thuần. Có những trường hợp những vị chỉ có quán thân là thói quen của mình là chủ yếu chẳng hạn. Tương tự vân vân và vân vân trong những trường hợp khác. Nhưng mà có những vị rất là thiện xảo trong lĩnh vực quán minh sát. Vì đó có thể đạt được đến cái sự an trú của sự giải thoát bằng bất kỳ đề mục nào thuộc về lĩnh vực của thiền quán. Kể cả thân thọ tâm pháp, hoặc là danh pháp, sắc pháp, hoặc là 12 xứ, 18 giới, vân vân. Nói chung tất cả những lĩnh vực gì thuộc về hữu vi pháp để làm nền tảng đạt đến sự an trú của sự giải thoát, vị này đều có thể bắt nguồn khởi đầu từ nghiệp xứ đó được hết. Và thậm chí có sự làm khởi lên một cách mau lẹ, không có chậm chạp và ngập ngừng. Không có chậm chạp và ngập ngừng. Đó là những cái chi tiết đó, khác nhau ở chỗ đó. Vì vậy chúng ta nên hiểu như thế nào được gọi là cái yếu tố đầu tiên, người đó phải thành tựu về chỉ lực và quán lực. Chỉ lực và quán lực. Rồi, còn vấn đề thứ hai thì chúng ta hiểu rồi, là chỉ hai vị thánh là bậc A-la-hán hoặc là vị A-la-hán mới có khả năng an trú được. Vì hai bậc thánh thấp đó, thưa quý vị, vẫn còn dư sót một cái loại kiết sử, đó là tham dục và sân. Và những cái mức độ tâm linh mà vẫn còn chứa đựng những loại phiền não thô hoặc kiết sử thô thì không có thể nào đủ sức mạnh để mà thực hiện được cái loại thiền tập này. Cho nên hai cái tầng đạo quả cao, cái mức độ tinh lương của nội tâm nó cao, nó mới có khả năng đưa đến đủ năng lực để mà đạt đến cái sự an trú diệt thọ tưởng định. Rồi, đó là những gì mà sư biết, sư chia sẻ thêm cho quý vị. Vấn đề thứ hai nữa, chúng ta đừng có lấy làm ngạc nhiên bởi vì cái lỗi lầm mà do vị trưởng lão Asambutta đã trách ngài Rohana về việc chỉ vì ngài nhập thiền thôi, không có cùng với hội chúng triệu tập trong một cái sự kiện như vậy mà cũng phải bị trách phạt. Thì điều này nó xuất khởi từ cái nguyên nhân như thế này nè, thưa quý vị. Đối với một vị thánh là bậc tam hay tứ quả, trước khi muốn nhập thiền diệt thì cần phải làm bốn cái phận sự trước tiên. Phận sự thứ nhất là vị đó phải làm là Nana Bhattha Aviko Pada, tức là vị đó phải chú nguyện cho những cái Parikhara, tức là những vật dụng phụ tùng của mình trong cái đời sống sa môn của mình mà mình mang theo đó, hoặc là ngoại thân của mình
không vì một lý do nào mà bị hư hoại. Đây là việc cần làm thứ nhất. Việc cần làm thứ hai là Sankhapatimanana, tức là vị đó phải, trước khi tiến hành đi vào trong cái lĩnh vực tâm không có sanh, thì vị đó phải chú nguyện rằng sẽ tự xuất khỏi thiền diệt khi chư tăng muốn triệu tập. Khi chư tăng muốn triệu tập. Vấn đề việc cần làm thứ ba đó là sát thú bắt khô xả nát, tức là chú nguyện dứt tự xuất khỏi thiền diệt khi mà bậc đạo sư muốn gặp mặt, và cuối cùng là attha nát pariche đã, là vị ấy phải quán xét thọ mạng của chính bản thân mình xem có còn sống được tối thiểu được 7 ngày hay không. Nếu như mà thấy rằng tuổi thọ của mình sống không thể đến một tuần lễ nữa, thì lúc đó vị, đối với trường hợp vị thánh bất lai, thì vị đó sẽ không nhập thiền diệt để dành thời gian cho việc tu tập tiến bậc đắc quả A-la-hán. A-la-hán. Hoặc là đối với trường hợp của vị A-la-hán thì vị ấy sẽ chú nguyện xuất khỏi thiền diệt không tâm trước ngày viên tịch để có những đôi lời cuối cùng trước khi hoàn toàn viên tịch niết bàn. Đây là bốn việc mà một vị trước khi đi vào trong cái cảnh giới của tâm không có sanh mà các vị ấy phải làm trước. Thì trong bốn sự việc này đó, quý vị, chúng ta thấy rằng nó có một cái vấn đề là chú nguyện tự xuất khỏi thiền diệt khi chư tăng muốn triệu tập. Việc này sở dĩ rằng có những công việc của hội chúng nó có sự quyết định đến sự thịnh suy của giáo pháp, sự thịnh suy của hội chúng, cho nên lúc đó rất cần sự có mặt đầy đủ của chư tăng, rất cần sự có mặt đầy đủ của chư tăng. Vì vậy mà trong trường hợp là ngài Rô Há Ná đã bị quở trách là vì lý do như vậy đó, thưa quý vị, là vì lý do như vậy. Rồi, như vậy quý vị đã hiểu rồi đúng không? Thật ra nó không phải là một cái lỗi lầm gì thuộc về cái tính cách sai phạm, sái quấy. Nó chẳng qua nó chỉ là một cái điều sơ xuất, cái điều xuất của vị ấy thôi. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thế rồi ở cái đoạn cuối của phần hôm nay chúng ta học là vị thánh tăng Rohana đã phải đảm nhận công việc đích thân đi đến tư gia của vị Bà La Môn có tên là Sonuttara, bởi vì gia đình đó là nơi mà thiên tử Mahasena sẽ hạ sanh, và vị ấy phải làm công việc đầu tiên để tạo cái ghiền núi, cái mối nối giữa ngài Nagasena với giáo pháp, Rồi, đó là cái nội dung của bài học ngày hôm nay. Rất là may mắn nó cũng vừa phải với thời gian. Bây giờ phần còn lại, sư mời quý vị có những cái ý kiến gì cho cái cách, thứ nhất là có ý kiến gì cho cái cách mà sư dự tính sẽ sinh hoạt như vậy. Và cũng như nếu như quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc gì thì chúng ta có thể nêu lên, chúng ta sẽ giải quyết trong cái phần nội dung của bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá, xin mời. Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mài Giá, Nam Mô Thầy Thầy Giá. Dạ con xin kính lệnh lễ sư Thanh Tâm, xin thông và xin niệm ạ. Dạ con bạch sư, nếu mà sư
Dạ, đạo tràng có nghe được Quy Như rõ không ạ? Dạ, dạ con bạch sư, con thấy sư đọc như vậy á là rất là hay. Nếu mà mình có cái thời gian, dạ mình có thời gian mình đọc thì nghĩa là đọc chăng ra như vậy thì con sẽ lúc mà sư giảng bài thì tụi con sẽ hiểu rõ hơn. Dạ, con thấy như vậy rất là hay bạch sư. Trong thời gian này thì con có cái câu hỏi là lúc mà sư đọc đó, là lúc đó là cái vị vua Milanda là đã xuất hiện ở thế gian rồi phải không bạch sư? Rồi sau đó đó lúc mà ngài đi vòng vòng ngài hỏi những cái phía bên ngoại đạo thì không ai giảng, không ai mà trả lời được câu hỏi của ngài. Thành ra lúc đó đó thì lúc đó là cái vị mi tiên, là cái vị tỳ khưu đó là chưa xuất hiện trên thế gian phải không bạch sư? Cái chỗ đó con nghe con hơi thắc mắc chút xíu. Thì bây giờ sư đang nói đến cái chỗ mà cái vị thiên tử đó sắp đầu thai vô. Như vậy là từ cái lúc mà cái vị vua này thắc mắc hỏi đến khi mà cái giai thoại này bắt đầu có mặt đó là phải cách mấy chục năm, tự gì phải đợi cái vị này lớn lên rồi mới trả lời được phải không bạch sư? Dạ con xin dâng mic lại cho sư, con hơi thắc mắc chỗ này ạ. Dạ đúng rồi. Tức là cái duyên khởi là đức vua ngài đã có trước rồi. Và chính bởi đức vua ngài có cái tâm cầu học, cũng như cái sự chất vấn của ngài đối với những sa môn bà la môn lúc bấy giờ nó làm khó các vị đó không có trả lời nổi. Kể cả các vị tỳ khưu á, thưa quý vị, trong cái thời kỳ đó đồng ý là những bậc vô lậu giải thoát. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều như thế này, các ngài không phải là không có cái khả năng để mà giải quyết vấn đề. Không phải là các ngài không biết gì về pháp, không biết gì về pháp và luật của Đức Thế Tôn. Nhưng mà xét trên cái phương diện một cách chi tiết hơn, chúng ta nên nhớ rằng đồng ý có những vị là những bậc thánh đã thành tựu pháp và thông suốt về pháp và luật. Nhưng mà so về cái mức độ thiện xảo, nhất là trong lĩnh vực của tứ tuệ phân tích, cũng có cái đẳng cấp khác nhau. Đó là vấn đề thứ nhất chúng ta cần phải hiểu. Vấn đề thứ hai rất là quan trọng ở đây, rất là quan trọng ở đây. Cái yếu tố đầu tiên sư chỉ nói là yếu tố phổ thông thôi, một cái nguyên nhân nó không có là trọng yếu trong cái trường hợp nhân duyên của vị vua với ngài Nagasena. Một cái nguyên nhân thứ hai đó chính là cái nhân duyên của con người với nhau nữa thưa quý vị. Có những người á, người ta rất là giỏi, nhưng mà người ta giảng á, hoặc là người ta nói chuyện đến một người khác, người đó người cảm thấy người ta đi không có đi vào tâm, không có sức thuyết phục và không có dễ dàng chấp nhận. Nhưng mà trong một trường hợp khác, người khác người ta đến nói, người này được xem như là có nhân duyên, cho nên những lời giải thích đã được dễ dàng chấp nhận, dễ dàng đi vào tâm. Điều này là do cái mối nhân duyên với nhau thưa quý vị, mối nhân duyên với nhau. Cho nên vì vậy có những cái tập đó, kể cả bản thân chúng ta cũng vậy mà. Tất cả các vị giảng sư hoặc là tất cả những người Phật tử, ai cũng đều có khả năng đọc được kinh Pali, ai cũng có khả năng có thể hiểu biết và trình bày về pháp. Nhưng mà thưa quý vị, đâu phải vị nào trình bày về pháp tuy đúng đắn nhưng mà cũng làm cho nội tâm của mình dễ dàng khởi lên cái sự chấp nhận và hoan hỷ đâu. Quý vị có để ý cái chuyện này không? Điều này nó do cái yếu tố nhân duyên với nhau thưa quý vị. Yếu tố nhân duyên với nhau, chúng ta phải có một cái sự liên kết nào đó ở trong quá khứ, cho nên có dễ dàng có sự cảm mến, dễ dàng có sự chấp thuận với nhau. Vì thế trong thời bây giờ, dù các vị A-la-hán cũng có tứ tuệ phân tích, có thần thông rất là đông,
nhưng mà không có làm gì được hết. Thì lúc đó các vị mới quan sát thế gian thì mới thấy rằng chính cái vị thiên tử đang ở cõi trời Đau Lợi tên là Mahasena, vị này mới đúng là cái người mà đặt vào cái vị trí giải đáp những câu trả lời của Đức Vua. Và trong một khoảng thời gian sau thì đúng là trải qua một khoảng thời gian là từ lúc vị đó tái sanh cho khi 7 tuổi xuất gia sa di và 20 tuổi thọ cụ túc giới thì cũng cũng 20 năm, cũng 20 năm hơn. Và cuộc gặp gỡ giữa hai vị đó là như vậy đấy thưa quý vị, tức là Đức Vua có trước, Đức Vua là đã đang ở cõi nhân loại trước. Thật ra nói có trước có sau thì cũng đúng, mà cảnh giới của hai người khác thôi. Người đang ở cõi nhân loại, người đang cảnh giới chư thiên. À đó là như vậy. Rồi bây giờ sư sư mời quý vị trả mic lại cho quý vị. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, và con kính sa quý sư đã giải tỏa các thắc mắc cho như. Dạ, nếu mà được có một chút xíu con sẽ gửi cái email cho con để sư có thể gửi lại cho con cái bài trước để cho con có thể gửi lời tới cho mấy em để có thể chuẩn bị trước cho tuần sau đó bạch sư. Thì cái chuyện đó mình làm sao bạch sư. Dạ, sa thú, kính thưa quý vị, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ. Con xin kính mời, xin thay mặt lớp học kính mời sư Nguyên Thông, xin sư có thể lên để chúc phúc cho đạo tràng trước khi con hồi hướng. Dạ, con xin kính dâng bích lại cho sư ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutanu bhavena sadda sauti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sadda sauti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sadda sauti và văn tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ. Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ, đề qua tà sầm si quý hà ra qua si ni phụ bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta thăm ma đà nê na pha quan tu phụ chỉ ta so thân ca ron tê ta vi ha ra mang đà lê thế ra cha mắt cha na wa ca cha phần kha vô ta ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha y sa đa sắp ba na phụ ta su khi ta pa quan tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pa wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha ta ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang ta tang tham mo tham mat tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mắc gô qua ác thà gia cha hi tà gia cha âm hề đắng khắc tu sanh thầm mô tâm bề đi thầm ma cha ri nô vua thân tâm ba bù này gia ma thầm ma ri dâm ba quê đi tê y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô
Ý đằng quá tám nề buồn nhằn à sát quá khá già quá hằng hồ tú á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hành được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng sanh, chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. À, Nam mô Bức Thà Giác, Nam mô Thầm Mà Giác, Nam mô Thà Giác. Và Nguyên Như xin trân trọng kính mời chư vị ngày mai quay trở lại đạo tràng từ 8 giờ rưỡi cho tới 10 giờ rưỡi giờ Hoa Thịnh Đốn vào buổi tối, và cũng là 8 giờ rưỡi cho tới 10 giờ rưỡi. Có thể là ngày mai chúng mình sẽ học nhiều hơn, tự vì ngày mai là lớp vi diệu pháp của Kinh Milanda, thành ra có thể là mình sẽ kéo dài cho tới 11 giờ luôn. Chư vị có thể hoan hỷ quay trở lại rung vào ngày mai. Nhớ ôn bài trước, tự vì thầy giáo sẽ bắt trả bài. Sa thú lần thai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin gặp lại chư vị.